Cái chết này rất kỳ dị. Nữ sinh viên đại học gãy xương toàn thân, rõ ràng là rơi từ trên cao xuống, nhưng vị trí của xác chết lại nằm trên sân thượng một tòa nhà cao tầng. Nhưng quanh đây không hề ghi nhận có máy bay. Vậy cô gái bị ngã từ đâu xuống? Càng kinh dị hơn là một pháp y kiểm nghiệm xác chết đột nhiên bị ném từ sân thượng xuống. Trong lúc các cảnh sát vẫn còn đang hoang mang, một chiếc xe lao vội đến. Đội đặc nhiệm đã đến. Rõ ràng chuyện này đã vượt qua phạm vi người bình thường có thể chấp nhận, nên tổng bộ đã cử phong đến. Anh chuyên giải quyết những vụ án ly kỳ như vậy. Anh ấy rút ống nghiệm bên hông ra, vứt xuống đất. Một vòng lửa đột nhiên bốc cháy. Anh phong lệnh cho tất cả mọi người có mặt bước qua vòng lửa, không được quay đầu và lập tức rời khỏi đây. Còn chưa kịp bắt đầu bước tiếp theo, một chảo tín hiệu rơi thẳng xuống đầu A Phong. Trong lúc cấp bách, một cột ánh sáng vàng lóe lên ngăn cản chiếc chảo kia lại. Linh hồn cũng lộ diện. Đội của họ luôn có hai thành viên, một người một quỷ. Trừ hai chú chó cảnh sát và cậu cảnh sát có đôi mắt âm dương Tiểu Kiệt thì chẳng ai biết đến sự tồn tại của quan tay cả. Sau khi giải tán mọi người, họ dùng thang máy lên sân thượng. A Phong tìm thấy vong hồn cô bé sinh viên, cũng may chưa sinh ra oán khí. A Phong đốt chanh thiết cho cô bé, bảo cô bé sau khi hoàn thành xong nguyện vọng tìm mình. Còn quan tay cũng tìm thấy hung thủ gây ra chuyện này là oan hồn của thầy giáo của cô bé kia. Thì ra đây là một mối tình thầy trò. Sau cái chết bất ngờ, hắn không cam tâm nên mới ra tay hại chết cô bé. Đối với loại người và loại quỷ hồn xấu xa này, quan tay sẽ chẳng bao giờ nương tay. 2,3 chiêu đã hạ cục hắn. Không ngờ lúc sơ ý đã bị phản đòn. Cũng may A Phong đến kịp lúc. Anh ấy cùng nước hiện hình, khiến oan hồn hiện nguyên hình, đồng thời phong ấn một nửa sức mạnh của hắn. Sau đó rút súng diệt hồn, dùng máu mình làm vật chẩn. Sau một tiếng nổ, oan hồn kia hồn phi phách tán. Tiểu Kiệt bên trên chứng kiến tất cả. Sau khi thành công hoàn thành nhiệm vụ, A Phong và quan tay không những chẳng được khen thưởng, mà đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc. Người thường không nhìn thấy linh hồn, nên tất cả các cảnh sát đều cho rằng sự tồn tại của tổ đặc nhiệm chẳng có ý nghĩa gì. Vào lúc quan trọng, quan tay chỉ đành ra mặt chứng minh với họ linh hồn thật sự tồn tại. Chẳng ai hiểu nổi mình. A Phong đã tìm đến cấp trên, sau khi nghỉ hưu đã chuyển nghề làm vàng mã lão Trương để tỉ tê tâm sự. Nhưng lão Trương không dám tiếp xúc nhiều với anh. A Phong sinh ra đã có số thiên sát vô tinh, từ nhỏ bố mẹ đã mất, những người có liên quan đến anh đều chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Quan Tây lúc trước là đồng đội của A Phong, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, không may bị anh ấy bắn chết. Sau đó linh hồn vẫn luôn lẩn vẩn cạnh A Phong. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một linh hồn háo sắc xuất hiện. Hắn xin lão Trương có thể đốt cho hắn vài cô y tá, cảnh sát hay học sinh bằng giấy gì đó cho hắn, nhưng bị lão Trương từ chối thẳng thừng. A Phong nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của hắn thì châm một điếu thuốc, coi như an ủi. 15 tháng 7, quỷ môn quan mở cửa. Cuối cùng ngày đầu thai chuyển kiếp mà quan tay chờ đợi cũng đã tới. Tạm biệt A Phong, thì cùng một bọn nòng nọc tiến vào cuộc đời mới. Và A Phong cũng gặp được đồng đội mới của mình. Tiểu Kiệt có đôi mắt âm dương, một người một quỷ biến thành tổ hợp hai người. A Phong có chút không quen. Còn chưa kịp, nhiệm vụ mới lại đến. Một party 18 cộng xảy ra hỏa hoạn, có người bị thiêu chết, nhưng quần áo của người chết lại chẳng tổn hại gì. Găng tay truy đuổi linh hồn, có thể trực tiếp đánh linh hồn. Súng diệt linh, đạn có thấm máu, có thể đánh tan linh hồn. Nước hiện hình, có thể khiến linh hồn hiện nguyên hình và bị phong ấn một nửa sức mạnh. Sau khi giới thiệu xong về thiết bị, A Phong đưa Tiểu Kiệt vào quán bar xảy ra vụ hỏa hoạn. A Phong nhanh chóng tìm thấy xác chết bị thiêu cháy, còn Tiểu Kiệt lại bị kẹt trong ảo ảnh, nhìn thấy những cô gái nhảy sexy. Anh ta từng bước tiến vào nguy hiểm, quỷ hồn cũng phát hiện những vị khách không mời. Nó đích thân xuất chinh, vừa chuẩn bị ra tay thì ăn ngay một bình nước hiện hình, chớp mắt đã lộ nguyên hình. Thì ra nó là một con quỷ lửa. Tiểu Kiệt bị dọa té ngửa xuống đất. Cũng may A Phong kinh nghiệm phong phú, cộng thêm sức chiến đấu của quỷ lửa không mạnh lắm, A Phong nhanh chóng đánh bại nó. Quỷ lửa đổi mục tiêu, xong đến Tiểu Kiệt, muốn khống chế cậu ta để uy hiếp. Nhưng A Phong phản ứng quá nhanh, rút súng bóp cò. Quỷ lửa bị đánh cho hồn phi phách tán. A Phong vừa đưa Tiểu Kiệt rời đi thì một quỷ hồn nữa lại hiện thân. Đó chính là bạn trai của quỷ lửa, quỷ nước. Nhìn thấy tàn hồn của người yêu tan biến, hắn vô cùng tức giận. A Phong lại tìm đến lão Trương. Hai người đang thảo luận về Tiểu Kiệt, đột nhiên xảy ra một vụ tai nạn. Cậu bé bị hai chiếc xe tông liên hoàn, ngã bẹp dưới đất, nhưng lại phủi phủi mông rồi đứng dậy. Cậu bé hỏi thăm thân mật hai ông chú, thì ra thằng bé cũng là một linh hồn đang đợi mẹ cùng đến hoàn tuyền. Lão Trương đốt cho thằng bé một xe cúc kích, sau đó cảnh cáo A Phong, cậu càng thân với A Kiệt, chương thọ của cậu ta sẽ càng ngắn. A Phong còn chưa nghĩ xong phải làm thế nào để giữ khoảng cách với A Kiệt thì phát hiện A Kiệt đã chọn hẳn đến nhà mình. Trong lúc hai người đang ăn cơm, một linh hồn tự xưng là bà Tư đột ngột xuất hiện, nhờ họ giúp bà ấy chăm sóc cô cháu gái hôn mê vì tai nạn. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của bà, hai người đồng ý qua quýt. Họ lập tức đến bệnh viện, nhìn thấy cô gái hôn mê nằm trên giường. Tiểu Kiệt bị trúng tiếng sét ái tình, và A Phong cũng gặp được cô gái mình luôn thích thầm A Chi. Thật ra hai người đều thích nhau, nhưng A Phong sợ làm tổn thương cô nên cố ý giả vờ là kẻ đẻo cán. Đáng tiếc vì quá đẹp trai, A Chi không chỉ không ghét anh mà lại càng lúng càng sâu. Vào lúc A Phong cũng sắp không khống chế nổi bản thân, lão Trương cảnh cáo anh lần nữa, hãy nhớ bản mệnh thiên sát cô tinh của mình.
A Phong chỉ có thể cắt đứt mọi liên lạc với A Chi, nhìn thấy Tiểu Kiệt rơi vào lưới tình. Để Tiểu Kiệt sau này không phải hối hận, A Phong đưa A Kiệt tới tìm lão Trương, nói toàn bộ sự thật với cậu ta. Vừa gặp được tình yêu đầu, lại bị người khác tiết lộ tin mình sắp chết, Tiểu Kiệt sụp đổ. Vì an ủi cậu ấy, A Phong đã đem chuyện số mệnh của mình kể với A Kiệt. Cuối cùng cũng phấn chấn trở lại. A Kiệt đến bệnh viện nói sự thật với cô cháu gái. Trong lúc hai người đang nói chuyện, quỷ nước điều tra được hung thủ giết người yêu từ chỗ quỷ háo sắc. Thế là hắn đến bệnh viện chuẩn bị công cuộc báo thù. Tuy Tiểu Kiệt dùng nước hiện hình thành công ném trúng vào người hắn, nhưng vì không đủ kinh nghiệm, súng nuốt hồn bị hắn một cước đá văng, bản thân cũng bị ngã sóng xoài trên đất. Cũng may A Phong đến kịp. Quỷ nước tự biết không phải đối thủ của anh, đến quay người bỏ chạy. A Phong vội vàng đuổi theo, không ngờ bị lọt vào cái bẫy của hắn, bị hắn lôi xuống nước. Đây là thế giới của hắn, A Phong hoàn toàn bị áp đảo, chỉ có thể vùng vẫy chống cự trước sự tấn công của quỷ nước. Sau một hiệp đấu, một người một quỷ, bằng cách bơi tự do và bơi bướm để xem ai thắng ai thua. Nước mắt của con người là chấp niệm, thế còn nước mắt của linh hồn thì sao? Lúc còn sống, quỷ nước là quán quân bơi lội. Vì đồng đội đố kỵ nên đã chìm chết hắn ở hồ bơi, nên ở trong nước hắn là vô địch. Tuy A Phong liều mạng chống cự, nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi, bị hắn đánh cho xuất hồn, cơ thể biến thành người thực vật, có thể tắt thở bất kỳ lúc nào. Dưới sự hướng dẫn của lão Trương, Tiểu Kiệt tìm thấy linh hồn của A Phong và cổ vũ anh trước khi rời đi, hãy hoàn thành việc mình luôn nối tiếp. A Phong nén lòng, dùng nước hiện hình để người thường có thể nhìn thấy, rồi anh hẹn A Chi nói rõ tình cảm của mình. Nhưng tác dụng của nước hiện hình chỉ có 5 phút, A Phong đành bất lực rời đi, rồi gọi điện thoại nói lời từ biệt với A Chi. Lúc này quỷ nước tìm đến Tiểu Kiệt nhập vào cậu, nhưng còn chưa kịp làm gì thì mấy chú cảnh sát xuất hiện đưa A Kiệt quay về tổng bộ. Thì ra sau khi A Phong hôn mê bất tỉnh, cảnh sát cho rằng một mình A Kiệt sẽ chẳng làm nên trò trống gì, tổ đặc nhiệm coi như giải tán. Lão Trương trong bộ đồ da đẹp trai ngời ngời đột nhiên xuất hiện, ông ấy dùng thân phận lúc trước của mình yêu cầu cảnh quan thu hồi lệnh giải tán đội đặc nhiệm. Trong lúc hai người đang tranh luận, tên quỷ nước nhập vào người Tiểu Kiệt, ôm lấy bình nước tu ưng ực, hình như nghe cãi nhau quá nên bực bội, hắn ném một chiếc bàn đến, cảnh quan bị đánh ngất. Lão Trương đã phát hiện thấy điều bất thường, dù sao trước kia cũng là sếp của đội đặc nhiệm, chớp mắt lão Trương đã thủ sẵn thế, rồi vừa chạy vừa la làng. Cũng may linh hồn của A Phong xuất hiện bắt đầu đại chiến với quỷ nước, nhưng A Phong vẫn còn là linh hồn mới, vẫn chưa nghi với sức mạnh hiện tại nên nhanh chóng bị quỷ nước chiếm thế thượng phong. Vào lúc quan trọng, lão Trương dựa vào tài nghệ của mình bó một cây kiếm tại chỗ đốt cho A Phong, thế cục lập tức đảo ngược. Trước sự tấn công của A Phong, quỷ nước thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng đối mặt với cơ thể của A Kiệt, A Phong không nỡ ra tay. Lão Trương lại đốt cho anh một chiếc búa cực lớn, định đánh bật linh hồn hắn ra khỏi cơ thể Tiểu Kiệt. Trong lúc hai người đang chiến đấu, lão Trương lại gấp một đầu đạn pháo, nhưng còn chưa kịp đốt cho A Phong thì tên quỷ nước đã khiến chân ông ấy bị thương. A Phong tạm thời mất sự trợ giúp, còn A Phong từng bước ép hắn lên tầng thượng, nhưng vẫn chưa thể khiến hắn xuất hồn. Nhưng chuyện xui xẻo hơn là lúc này trời đột nhiên đổ mưa, quỷ nước đã hoàn toàn chiếm được cơ thể của A Kiệt. A Phong vừa nghĩ lại quá khứ vui vẻ cùng A Kiệt, vừa bị quỷ nước tấn công không còn sức phản kháng. Chẳng lẽ A Phong thật sự là thiên sát cô tinh sao? Chẳng lẽ những người liên quan đến mình đều bị hại chết sao? A Phong muốn từ bỏ, nhưng A Chi không hề bỏ cuộc. Khi nhịp tim của cơ thể không ngừng bị kích điện, linh hồn của A Phong cũng giải phóng ra nguồn năng lượng mạnh mẽ. Tên quỷ nước lao đến định kết liễu anh, bị hất văng ra ngoài. Tiểu Kiệt hơi thở yếu ớt, cuối cùng đã khôi phục lại ý thức. A Kiệt yêu cầu A Phong bắn, A Phong rơi nước mắt, bóp cò súng diệt hồn. Quỷ nước bị đánh hồn phi phách tán, nhưng vì giọt nước mắt của A Phong, Tiểu Kiệt lại được hồi sinh. Và kỳ diệu thay, vì sự cứu chữa hết mình của A Chi, A Phong cũng đã sống lại. Sau khi trải qua việc này, A Phong đã hiểu ra vận mệnh là do mình chứ không phải do trời. Anh chính thức ở bên A Chi và cùng Tiểu Kiệt thực hiện nhiệm vụ của đội đặc nhiệm. Tôi là Nhị Ca, hy vọng mỗi một tác phẩm đều khiến bạn yêu.